Ronaldo trở lại tập cùng Man United sau 5 ngày tập riêng vì bị kỷ luật. Tiền đạo 37 tuổi Cristiano Ronaldo trở lại cùng Man United chuẩn bị đấu Sheriff Tiraspol ở Europa League. Sáng ngày 25 tháng 10, giờ Manchester, Ronaldo tự lái xe đến Carrington và tập cùng đội một Man United. Tiền đạo Bồ Đào Nha tỏ ra vui vẻ khi toàn đội chuẩn bị tiếp Sheriff ở lượt áp chót vòng bảng Europa League. Truyền thông Anh cho biết Ronaldo sẽ có cơ hội thi đấu trong trận tới. Sau khi bị kỷ luật ở đại chiến hòa Chelsea hôm 22 tháng 10, Ronaldo bị cách ly khỏi đội một Man United 5 ngày. Kể từ khi anh từ chối vào sân và bỏ về sớm ở trận thắng Tottenham hôm 19 tháng 10. Một ngày sau đó, huấn luyện viên Erik ten Hag mạnh tay cấm Ronaldo chơi trận gặp Chelsea. Ronaldo tập riêng kể từ đó, nhưng vẫn thường xuyên trao đổi với huấn luyện viên người Hà Lan. Ten Hag được cho là hài lòng với thái độ của Ronaldo sau khi bị kỷ luật, nên anh có thể lại thi đấu cùng đội một. Ronaldo mới đá chính 2 trong 11 trận của Man United ở ngoại hạng Anh mùa này, nhưng tại Europa League, anh đá chính cả 4 trận, ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác. Man United đã gần như chắc suất vào vòng 1/16, nhưng vẫn cần cạnh tranh đứng đầu bảng E để vào thẳng vòng 1/8. Trong trận hòa Chelsea, Man United khan hiếm tiền đạo khi nhìn vào các quyết định thay người của Ten Hag. Dù đội nhà chiếm ưu thế, Ten Hag phải đưa Fred vào thay ra đơn sân chợ, rồi Anthony là ngả thế chỗ Marcus Rashford. Điều đó khiến sức công của Man United suy giảm trong hiệp 2. Họ chỉ thoát thua nhờ cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Casemiro phút 94. Bàn duy nhất của Ronaldo ở Europa League mùa này ghi từ phạt đền gặp chính Sheriff tại Moldova hôm 15 tháng 9. Lần này Man United có lợi thế chơi trên sân Old Trafford, nhưng họ có thể phải giữ sức cho trụ cột trước trận gặp West Ham ở ngoại hạng Anh ngày 30 tháng 10.